Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với nội dung kiếm hiệp của kênh Giải trí Tổng hợp. Công phu về luyện tay trong kiếm hiệp Kim Dung thì có thể chia làm 4 loại chính, đó chính là quyền, chưởng, chỉ và chảo. Chỉ pháp chính là một hình thức vô cùng khó tu luyện, vì đa phần đều phải dựa vào nội lực cực kỳ thâm hậu mới có thể thi triển ra được. Thiếu Lâm Tự có thể nói chính là cái nôi của võ học, nhưng trong số những chỉ pháp đã thành danh trên giang hồ thì những tuyệt kỹ xuất phát từ Thiếu Lâm đã chiếm hơn phân nửa. Tuy nhiên, những chỉ pháp có thể xem là mạnh nhất thì cũng không phải là thuộc về Thiếu Lâm. Dưới đây xin mời quý vị và các bạn cùng với kênh Giải trí Tổng hợp tìm hiểu về 15 loại chỉ pháp mạnh nhất ở trong kiếm hiệp Kim Dung. Thứ 15, Huyền Thiên Chỉ. Ở trong tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung thì Huyền Thiên Chỉ chính là một tuyệt kỹ đắc ý của Hắc Bạch Tử. Đây là một môn công phu tuyệt kỹ có thể dùng ngón tay để hóa thủy thành băng, vô cùng lợi hại. Thứ 14, Đại Lực Kim Cang Chỉ. Đại Lực Kim Cương Chỉ chính là độc môn ngạnh công của Thiếu Lâm Tự, về sau bị Hỏa Công Đầu Đà đem chuyển tới Tây Vực, sáng tạo ra Kim Cương Môn. Công phu này tu luyện đến khi tạo nghệ tinh thâm, lúc xuất chỉ có thể toái kim đoạn thạch. Võ Đàng Tam Hiệp, Du Đại Nham, Lục Hiệp Ân Lê Đình đều đã từng chạm mặt với truyền nhân của Kim Cương Môn, bị đối phương dùng Đại Lực Kim Cương Chỉ bóp gãy toàn thân xương cốt trở thành phế nhân. Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Kim Cương Chỉ là công pháp chuyên tu luyện chỉ lực. Còn ở trong Thiên Long Bát Bộ cũng có một loại võ công cùng tên như vậy, chính là công phu đắc ý của Hoàng Mi Đại Sư. Cùng Ỷ Thiên khác biệt chính là trong Thiên Long thì Kim Cương Chỉ chính là lăng không chỉ lực, còn Ỷ Thiên lại là thuộc về hình thức cận chiến. Thứ 13, Nhất Chỉ Thiền. Nhất Chỉ Thiền là tuyệt kỹ xuất hiện trong tác phẩm Lộc Địch Ký. Ở tác phẩm này có ghi chép rất kỹ càng, đó chính là tuyệt kỹ thành danh của Thiếu Lâm đệ nhất cao thủ Trừng Quan Đại Sư. Trừng Quan Đại Sư luyện Nhất Chỉ Thiền có thể nói đã là hao phí hơn nửa cuộc đời. Luyện Nhất Chỉ Thiền tốn thời gian 42 năm. Hắn rất là đắc ý, bởi vì tốc độ này đã là vô cùng hiếm thấy. Nếu là người khác chỉ e sẽ phải tu luyện đến 5-60 năm mới có thể luyện thành, thậm chí cả một đời cũng chưa chắc có được thành tựu. Trong tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chỉ pháp này cũng xuất hiện, người sử dụng chính là Hà Gian Song Sát. Thứ 12, Kim Cang Chỉ Lực. Đây chính là bản lĩnh đã thành danh của Hoàng Mi Đại Sư. Chỉ lực không gì không phá, lực xuyên thấu cực mạnh. Năm đó Hoàng Mi Đại Sư tại Sơn Đông gặp được người nhà Mộ Dung, nói Hoàng Mi Đại Sư chỉ lực quá tầm thường. Nói xong liền trực tiếp động thủ, một chỉ đem trên thân Hoàng Mi Đại Sư chọc lấy cái lỗ thủng, trực tiếp miểu sát. Hoàng Mi về sau đến Thiên Long Tự, cuối cùng đã dùng Kim Cương Chỉ xuất thần nhập hóa của mình quyết đấu với Đoàn Diên Khánh để mà cứu Đoàn Dự. Hạng 11, Huyễn Âm Chỉ. Huyễn Âm Chỉ là độc môn tuyệt kỹ của Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Côn. Huyễn Âm Chỉ có điểm gần giống như Sinh Tử Phù, một đạo âm hàn nội lực bám vào trong thể nội mà lại còn biết di chuyển ra toàn thân. Bởi vì là bám vào đồng thời di động, nếu như không có nội lực chuyên để khắc chế thì rất khó lòng mà trị tận gốc. Đây chính là điểm đáng sợ nhất của nó, cho dù không giết chết ngay tức khắc cũng có thể chết dần chết mòn. Đứng thứ 10 chính là Thiền Trúc Phật Chỉ. Đây là công phu xuất hiện trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ, là một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, cũng là tuyệt kỹ mà Đạt Ma Tổ Sư từ Thiền Trúc chuyển đến Trung Nguyên. Một chỉ điểm ra sẽ nương theo âm thanh xèo xèo rất nhẹ. Trong trận đại chiến ở Tụ Hiền Trang, Huyền Tịch đã từng lấy môn chỉ pháp này cứu viện Huyền Nan khi bị Tiêu Phong tấn công. Nguyên Văn có nói, Kiều Phong thấy hắn một chỉ điểm ra, nghiêng người tránh né tán thưởng, kính ngưỡng đã lâu, Thiên Trúc Phật Chỉ, tên tuổi quả nhiên rất là cao minh. Đứng thứ 9 là Đại Chí Vô Định Chỉ. Đây là tuyệt kỹ võ công xuất hiện trong tác phẩm Thiền Lòng Bát Bộ, cũng là một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm. Danh tự của chỉ pháp có nguồn gốc từ Đại Chí Độ Kinh do Đạt Ma Viện nghiên cứu. Võ học này, Mộ Dung Bác từng nhiều lần chui vào Thiếu Lâm Tự tàng kinh các, trộm lấy 72 tuyệt kỹ rồi tiến hành sao chép. Mà Cưu Ma Chí từng lấy tuyệt kỹ Hỏa Diễm Đao để trao đổi, cầu Mộ Dung Bác đạt được 23 bộ tuyệt kỹ Thiếu Lâm để tiến hành tu luyện. Đại Chí Vô Định Chỉ tức là thứ nhất. Sau đó Cưu Ma Chí tại Thiếu Lâm Tự cùng với Hư Trúc lúc giao thử đã từng sử xuất ra tuyệt kỹ này. Hạng 8 đó là Ma Kha Chỉ. Đây cũng là một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, chiêu thức có tầm nhập địa ngục. Bởi vì chỉ pháp
do Ngoại Lai Đầu Đà sáng tạo, công pháp tu luyện cùng với những công phu truyền thống của phái Tiếu Lâm khác nhau rất lớn. Con đường thuần cường mãnh, cho nên không thể cùng hàng ma trưởng hay Tiếu Lâm Phật môn nhu công kiêm tu cùng luyện. Nếu không thì nội tức rất dễ tẩu xóa, bằng như sư thừa săn sóc bất thiện, khó tránh khỏi nôn ra máu, trọng thường vô cùng khó trị. Đứng thứ 7 là Đà La Diệp Chỉ, xuất hiện trong tác phẩm Thiền Long Bát Bộ, nguyên là một trong 72 tuyệt kỹ Tiếu Lâm do Đạt Ma Đường nghiên cứu. Lúc công kích, xuất chỉ nhanh chóng vô cùng, chỉ lực phi thường bá đạo. Tương truyền cao thủ luyện công phu này đến cảnh giới tối cao, thập chỉ liên điểm bá đạo vô song. Đứng thứ 6 chính là Vô Tướng Kiếp Chỉ, xuất hiện trong tác phẩm Thiền Long Bát Bộ, là một loại chỉ pháp cường hùng bá đạo, uy lực kinh người, cần lấy khí công nội lực cực kỳ sâu xa để làm cơ sở tiến hành thôi động mới có thể hiện ra môn chỉ pháp cường hãn hung hãn này. Chính là một cỗ thuần dương chân khí nóng bỏng phi thường, người chúng chiêu nhất định toàn thân cháy đen giống như là bị lửa thiêu. Đứng thứ 5 là Niêm Hoa Chỉ, xuất hiện trong tác phẩm Thiên Long Bát Bộ, bắt nguồn từ điển cố Phật gia, Phật Tổ Niêm Hoa già Diệp Nhất Tiếu, là một trong 72 tuyệt kỹ của Thiếu Lâm. Niêm Hoa Chỉ là thuộc về nhuyễn công ngoại tráng, thuần âm nhu kình, chuyên luyện niêm kình ở đầu ngón tay, đồng tu âm nhu, kiềm dương cương, công thành về sau. Ba ngón niêm vật, bất luận gỗ đá có cứng rắn đến như thế nào, đều có thể ứng chỉ mà nát. Đá thương người từ trong vô hình, là tuyệt kỹ bá đạo hiếm có. Đứng thứ 4 là Tham Hợp Chỉ. Đây là tuyệt kỹ đã thành danh của dòng họ Mộ Dung. Mộ Dung Bác đã từng dùng tuyệt học Tham Hợp Chỉ trên Võ Lâm Đại Hội, đánh bại đại lý Đoàn Thị Đoàn Chính Thuần không thể động đậy. Lại nói chỉ pháp này cũng có thể lăng không điểm huyệt. Đứng thứ 3 là Đạn Chỉ Thần Công. Thủ pháp của công phu này chính là dùng tay bắn ra một hòn sỏi nhỏ đập vào đối phương, hoặc là trực tiếp dùng ngón tay gảy trên binh khí của đối phương. Thông qua vận dụng nội lực có thể đánh rơi binh khí, lại cũng có cả tác dụng để tấn công huyệt đạo của địch nhân. Đây là tuyệt kỹ thành danh của Đông Tà Hoàng Dược Sư. Ngoài Đông Tà và Dương Quá thì sau này Minh Giáo Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu cũng sử dụng thần công này để mà tung hoành trên giang hồ. Đứng thứ 2 đó chính là Nhất Dương Chỉ. Trong số các tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, Nhất Dương Chỉ là võ công tuyệt thế của đại lý Đoàn Thị. Sau khi vận công, lấy ngón trỏ tay phải điểm ra, xuất chỉ khi nhanh khi chậm. Lúc chậm thì tiêu sái phiêu giật, lúc nhanh thì nhanh như thiểm điện, nhưng là bách phát bách trúng không sai chút nào. Khi cùng địch nhân đọ sức vào thời khắc hung hiểm, có thể dùng chỉ pháp này điểm huyệt đạo địch nhân. Cũng có thể từ đằng xa tấn công đến gần, một trùng tức cách một công trở ra, thật là vô thượng diệu dụng, khắc địch giữ mình. Nhưng sử dụng Nhất Dương Chỉ cực kỳ hao tổn tinh thần. Nếu liên tục sử dụng, nặng thì công lực hoàn toàn tiêu hao, nặng hơn nữa thì khó mà giữ được tính mạng. Năm xưa Đoàn Chí Hưng cũng chính là nhờ vào tuyệt kỹ này mà được xếp vào hàng thiền hạ ngũ tuyệt. Đứng thứ nhất đó chính là Lục Mạch Thần Kiếm. Lục Mạch Thần Kiếm có thể nói chính là kiếm pháp mà cũng đồng thời là chỉ pháp. Nó có thể xem chính là bản thăng cấp của Nhất Dương Chỉ, nhưng lại khác biệt với Nhất Dương Chỉ. Lục Mạch Thần Kiếm vận hành nguyên lý, lấy nội lực nén tại đầu ngón tay, cách không kích phát ra, đạt tới chỉ kiếm cảnh giới, tức chỉ lực giống như một thanh kiếm vô hình. Bất luận là quét ngang hoặc hư chỉ đều có thể đả thương địch. Năm xưa trên núi Thiếu Thất, Đoàn Dự chỉ bằng vào một môn thần kiếm còn chưa thành của mình, đã dễ dàng dồn Nam Mộ Dung đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ đi vào chỗ chết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video nói về chủ đề kiếm hiệp Kim Dung, 15 loại chỉ pháp mạnh nhất được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu như các bạn yêu thích những video như thế này hoặc là những bài phân tích liên quan đến những tác phẩm khác như là Phong Thần Diễn Nghĩa, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tây Du Ký, Thủy Hử, hay kể cả những bài phân tích liên quan những phẩm tác phẩm kiếm hiệp khác ngoài nhà văn Kim Dung của những nhà văn khác như là Đan Thanh, Cổ Long, Mã Vĩnh Thành, Ngoại Long Sinh, thì các bạn hãy tiếp tục truy cập vào channel của mình để theo dõi những nội dung đã đăng tải lên trước đó. Các bạn cũng đừng quên chia sẻ nội dung này cho bạn bè và người thân nếu như cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.